Sau hơn 50 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngày hôm nay, Việt Nam đã phát hiện thêm 2 ổ dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đáng nói, ngay sau đó thì 84 ca mắc mới được phát hiện tại 2 địa phương này. Để bảo đảm an toàn, thời gian giãn cách xã hội được nâng lên 21 ngày đối với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đồng thời cũng nâng thời gian cách ly với những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam lên 21 ngày. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Chí Linh, Hải Dương là ổ dịch lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ trong một ngày, 83 ca bệnh được phát hiện. Cùng ngày tại Quảng Ninh cũng phát hiện 12 ca dương tính. Thủ tướng cũng ra quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Quyết liệt truy vết thần tốc để khoanh vùng dập dịch. Các ngành chức năng dự đoán nhiều khả năng sẽ xuất hiện số lượng lớn ca bệnh nhưng không đáng lo ngại vì các lực lượng đang dốc toàn lực truy vết khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Riêng Chí Linh từ đêm ngày 27 tháng 1 đến chiều ngày 28 tháng 1 đã lấy được hơn 4.000 mẫu, tại Quảng Ninh lấy mẫu đến F3. Trong đợt xét nghiệm, tối nay sẽ có kết quả và sáng mai có nhiều khả năng sẽ có nhiều ca bệnh nữa. Nhưng mà không phải vì cái số lượng lớn mà chúng ta quá lo ngại, bởi vì chúng ta đã khoanh và lấy mẫu rất rộng rồi, rộng hơn những lần trước rất nhiều. Quảng Ninh là các ông chỉ lấy hẳn đến F3 luôn, chúng tôi chỉ đạo ngay từ đêm qua là làm F3 luôn. Ngành chức năng nhận định chủng virus lây truyền tại Chí Linh là biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành nâng mức cảnh báo lên một bậc, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện tốt quy định phòng dịch, tuân thủ giãn cách, đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nếu không thực hiện đúng. Các địa phương tuyệt đối giữ an toàn cho hệ thống y tế, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bây giờ sơ bộ của chúng ta chưa chính thức được, nhưng mà cũng đã bị nhiễm vào tối thiểu 10 ngày. Nhưng mà cái chủng virus này nó lan nhanh hơn nhiều. Có khi chưa đến 3 ngày hết một vòng. Cho nên chúng ta cũng đã bị lỡ. Chúng tôi dự kiến về khoảng 4 vòng. Thì chúng ta không thể nào mà chỉ lực lượng chức năng được. Và nhất định toàn dân phải vào cuộc. Tất cả những ai có người nhà nước ngoài có thể đi về đường bộ thì phải được vận động và phải tốt nhất là phải cam kết là sẽ vận động người dân mà về hợp pháp. Và nếu chúng ta làm tốt như thế, chắc chắn dịch không bùng phát ở Việt Nam được. Nhận định về tình hình dịch COVID-19 ở nước ta, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết tất cả những trường hợp như hôm nay đều đã được lường trước và có kế hoạch ứng phó. Để bảo đảm khoanh vùng dập dịch nhanh, chính phủ yêu cầu nâng thời gian giãn cách xã hội lên 21 ngày đối với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tất cả đang chạy đua với thời gian, quyết tâm dập dịch trong 10 ngày để người dân an tâm đón Tết. Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca mắc mới. Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Tại tỉnh Hải Dương, ngay trong trưa nay, Ban chỉ đạo COVID-19 thành phố Chí Linh đã tổ chức họp gấp thông tin về diễn biến dịch và các biện pháp triển khai phòng dịch, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố Chí Linh đã triển khai phong tỏa địa bàn thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo và công ty trách nhiệm hữu hạn Poyun, thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 kể từ 12 giờ trưa nay. Theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Còn thành phố Chí Linh thực hiện giãn cách xã hội. Ban chỉ đạo COVID-19 thành phố Chí Linh nhấn mạnh tập trung phát hiện, phòng dịch và dập dịch, tranh thủ từng giờ, từng phút truy vết, kêu gọi người dân khai báo để được xét nghiệm. Đến nay, các ca F1 đã được cách ly tập trung. Tại tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 là bệnh nhân 1553, nhân viên cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn đưa ra những phương án phòng chống dịch cao nhất, đồng thời tiến hành rà soát, cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quảng Ninh đã cách ly người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, xác định truy vết các trường hợp từ F1 đến F4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các trường ở 5 huyện, thành phố gồm Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều cho học sinh các cấp học nghỉ học từ thứ Năm ngày 28 tháng 1 đến hết ngày thứ Bảy 31 tháng 1.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân nâng cao các biện pháp phòng chống COVID tuyệt đối không lơ là, chủ quan.